Làm gì khi bị đau bụng kinh? Đau bụng kinh thường bắt đầu vào khoảng thời gian trước và trong kỳ kinh nguyệt. Các triệu chứng thường kéo dài ít nhất là 3 ngày, cơn đau thường là ở khung chậu hoặc bụng dưới. Các triệu chứng khác, có người bị đau âm ỉ, người lại đau dữ dội, làm cho sắc mặt tái đi, chân tay lạnh, thậm chí có người đau quằn quại dẫn đến hôn mê. Đau bụng kinh bắt nguồn từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể kể đến một số nguyên nhân như sau. Do chế độ ăn uống sinh hoạt không hợp lý trong kỳ kinh nguyệt, uống ít nước, ăn nhiều đồ lạnh, đồ có tính hàn, không giữ ấm bụng là một trong những nguyên nhân thường gặp gây nên hiện tượng đau bụng kinh. Do vận động mạnh, khi hành kinh, phụ nữ vận động mạnh, chạy nhảy hoặc làm việc nặng cũng gây đau bụng. Ít vận động, ngồi một chỗ quá nhiều cũng gây đau bụng kinh. Do cổ tử cung quá hẹp khiến kinh nguyệt khó lưu thông ra ngoài. Do đặt vòng tránh thai, do gen di truyền. Do yếu tố nội tiết, sự gia tăng bất thường của progesterone và sự gia tăng prostaglandin trong máu tác động đến cơ tử cung nên thường gây đau bụng. Tử cung co thắt không bình thường hoặc quá co thắt làm cho tử cung không dễ dàng thả lỏng bình thường, do đó sẽ gây ra hiện tượng đau bụng kinh. Những bất thường ở tử cung như tử cung phát triển không tốt, vị trí của tử cung không bình thường, tử cung lùi về phía sau hoặc quá ngả về phía trước. Đặc biệt, đau bụng kinh còn có thể bắt nguồn từ một số bệnh phụ khoa như lạc nội mạc tử cung, vị trí nội mạc tử cung không bình thường, viêm vùng chậu, u xơ tử cung, u nang cơ tử cung. Để giảm thiểu tình trạng đau bụng kinh, chị em cần giữ ấm cho cơ thể, đặc biệt là vùng bụng, có thể dùng nước ấm để chườm bụng dưới cho bớt đau, tránh vận động mạnh và có chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, uống nhiều nước lọc, hạn chế đồ uống có cồn hoặc chất kích thích, kiêng đồ ăn lạnh cay trong kỳ hành kinh. Đối với việc dùng thuốc, chị em có thể sử dụng những loại thuốc chống viêm không có steroid, thuốc giảm đau hay thuốc tránh thai để hạn chế tình trạng mất máu và những cơn đau bụng trong chu kỳ kinh nguyệt. Nhưng cần lưu ý, thuốc giảm đau có ưu điểm là cắt cơn đau nhanh, tuy nhiên dùng lâu dài có thể gây ra nhiều tác dụng phụ nguy hiểm như viêm loét dạ dày tá tràng, biến chứng thủng dạ dày ở người bị viêm loét dạ dày, viêm gan, viêm thận kẽ, hoại tử thận, cơn hen giả, kéo dài thời gian chảy máu, thậm chí là nhồi máu cơ tim. Hơn nữa, khi dùng thường xuyên có thể gây hội chứng không rụng trứng mặc dù vẫn có chu kỳ kinh nguyệt bình thường. Đây là một trong những nguyên nhân gây vô sinh. Thuốc tránh thai mặc dù hiệu quả rõ rệt, đồng thời có tác dụng tránh thai và điều hòa kinh nguyệt, nhưng nếu kéo dài liên tục cũng sẽ không có lợi. Chị em không nên tự mua thuốc về uống mà hãy để bác sĩ sản khoa kê đơn thuốc cho bạn.